Bạn đang đánh cước trợ lực tốt là Yonex BG66 Ultimax nhưng lại nhanh đứt. Đừng lo, chúng ta đã có cước A-Boss 65 mới được hãng ra mắt trong năm 2022 này. Đường kính dây bằng với 66 Ultimax, trợ lực tương đương, âm thanh tương đương và độ bền cao hơn. Ở mức 8 trên 10 so với 6 trên 10 trên cước 66 Ultimax. Còn mong chờ gì hơn mà không trải nghiệm ngay mẫu cước xịn sò này anh em ơi.